cô nương được thánh thượng sủng ái, vào cung nhiều ngày mà chẳng thèm bái kiến thái hậu, quả đúng là có quy củ. Ma ma mắt sáng lên, quay sang bảo với thị vệ hộ tống, nương nương muốn gặp vị khách nhỏ của thánh thượng, ngươi lui ra đi, lát nữa nô tỳ sẽ đích thân tiễn cô nương ra cung. Thị vệ không lùi bước, ra ra mặt mày căng thẳng, chắn trước mặt Tuế Tuế. Thái hậu muốn gặp Tuế Tuế, Tuế Tuế vào thăm một chút là được. Hê hê hê, vào đi thôi. Thái hậu nương nương đang đợi cô nương đấy, ra ra muốn theo vào, nhưng bị ma ma ngăn lại. Mama à, cô nương nhà ta chưa từng học lễ nghi cung đình, e rằng sẽ mạo phạm quý nhân, chi bằng để nô tỳ vào theo. Sao nào không tin tưởng thái hậu nương nương, ra ra bất lực vô cùng, đành vội vã chạy về phía tiền điện. Ngưỡng cửa hơi cao, tiểu Tuế Tuế dùng cả tay lẫn chân để bò vào, kết quả là bịch một tiếng lăn tròn vào bên trong, thân hình bé nhỏ đè nát bét điểm tâm trong lòng. Ngay khoảnh khắc điểm tâm vỡ nát, thái hậu dường như nghe thấy tiếng thở dài khẽ. Tỷ tỷ, người có biết thái hậu ở đâu không? Tuế Tuế đến thăm người. Sao người biết bổn cung không phải là thái hậu? Tuế Tuế khuôn mặt nhỏ hoảng hốt, vội vàng bịt miệng lại, suỵt. Vạn nhất thái hậu nghe thấy, chém đầu thì làm sao? Tỷ tỷ xinh đẹp thế này, đầu không thể mất được. Tỷ tỷ đương nhiên không phải là thái hậu rồi. Mama bảo thái hậu uy nghiêm lắm, Cửu Tiêu ca ca nói thái hậu dữ dằn lắm. Tỷ tỷ xinh đẹp thế này sao có thể là thái hậu được? Tỷ tỷ đừng lừa muội nhé. Chỉ thấy nàng mở lòng bàn tay ra, một miếng điểm tâm bị bóp nát hiện ra. Tỷ tỷ, sao sắc mặt người tái nhợt thế? Có phải đói bụng không? Đây, cho tỷ tỷ ăn này. Đây là miếng cuối cùng đấy. Cái này muội lấy trộm của Cửu Tiêu ca ca đó. Tiểu cô nương vừa nói vừa nuốt nước bọt. Tỷ tỷ mau ăn đi. Nếu ăn rồi mà thích, ngày mai muội sẽ lấy trộm thêm cho. Tuế Tuế một tay nhét vào miệng thái hậu, bép một cái, nô tài định quỳ xuống, bỗng thấy thái hậu liếc mắt ra hiệu, cung nữ liền lặng lẽ lui ra. Tỷ tỷ xinh đẹp ơi, người thấy ngon không? Chắc là ngon lắm phải không? Ngon, chỉ là hơi khó nuốt một chút. Tiểu cô nương lại kiễng chân rót cho người một chén nước, thái hậu mới nhờ nước trà nuốt được xuống. Mỹ nhân tỷ tỷ, bên ngoài trời đẹp thế này, sao tỷ tỷ không ra ngoài dạo chơi, cứ nằm trong phòng mãi sẽ sinh bệnh đó. Tuế Tuế móc từ trong túi ra một nắm hạt dưa đưa cho thái hậu. Thái hậu giật mình, từ khi vào cung gần 20 năm rồi, ta chưa từng ăn hạt dưa nữa. Tỷ tỷ mau ăn đi, lát nữa hai con chim kia về sẽ giận đó. Cửu Kiêu ca ca bảo muội sắp thay răng, không cho muội ăn đồ cứng. Hạt dưa mà không tự bóc vỏ thì có gì vui? Đây là thức ăn cho chim. Tỷ tỷ đừng nhìn nó như thức ăn cho chim. Đây là mua từ tiệm bánh ngon nhất kinh thành đấy, vị sữa thơm lừng. Ngươi còn sợ hai con chim đó sao? Tỷ tỷ đã thấy kinh thành lúc rạng đông chưa? Chúng có thể kêu suốt đến khi mặt trời mọc. Nếu không phải vườn thú không quản nổi chúng, ta mới chẳng đem chúng theo đâu. Chúng không chỉ tự mình chửi bới, mà còn xúi giục các con vật khác làm chuyện xấu. Mỗi lần chúng đi dạo một vòng, lũ khỉ đột lại thích ném phân vào người. Khỉ đột bị nhốt nửa năm mới chịu đổi sang ném bùn. Tuế Tuế thở dài, những sợi tóc nhỏ trên đầu cũng rũ xuống. Thật muốn uống trà sữa ngọt ngào với chân châu giòn tan, ăn lẩu cay nồng thơm ngon. Đó mới là ý nghĩa của mùa đông chứ. Trà sữa là cái gì vậy? Lẩu lại là cái gì? Ôi trời ơi, trà sữa là món yêu thích của tất cả các cô nương. Uống một ngụm là nhớ cả đời. Lẩu thì còn tuyệt hơn nữa, khiến người ta luôn mong chờ đến mùa đông. Ha ha, thái hậu tỏ vẻ khá tò mò. Thể chất người yếu, vốn luôn ghét mùa đông. Lúc này, khắp trường tím cung đều đốt than bạc. Dù vậy người vẫn cảm thấy chút xe lạnh. Ôi, tiếc là Cửu Tiêu ca ca không cho ăn. Tỷ tỷ có muốn ra ngoài ăn không? Tuế Tuế mời tỷ tỷ đấy. Tuế Tuế có vài phần sản nghiệp, mời tỷ tỷ ăn cơm vẫn được. Chẳng có tâm trạng, con trai tuổi càng lớn mà chưa thành thân, phu quân lại qua đời sớm, người nói ta ăn sao vào? Tuế Tuế chớp chớp mắt. Sao lại không ăn được? Chết rồi thì đổi người khác thôi. Tỷ tỷ xinh đẹp thế này, các công tử bên ngoài đẹp trai lắm, tìm cho tỷ tỷ 80 người. Tiểu nha đầu vung tay, khiến thái hậu bật cười. Phó Cửu Kiêu có biết ngươi tìm cha cho nó không? Con trai không thành thân thì càng không phải lo. Tỷ tỷ có nghe câu tục ngữ này chưa? Dù ngọt cũng đừng ngọt con cái, dù đắng cũng đừng đắng bản thân. Con cháu có phúc của con cháu, không có con cháu ta hưởng phúc. Thương thay lòng cha mẹ thiên hạ, không làm cha mẹ ta yên lòng. Đã làm cha mẹ lo lắng bao nhiêu năm rồi, vậy sao còn phải tự làm khổ mình nữa? Một đời người đương nhiên phải sống vui vẻ cho chính mình chứ. Tuế Tuế lắc lắc cái đầu nhỏ, khiến thái hậu ngẩn người. Nhưng gia sản trong nhà cần người kế thừa chứ. Vậy hiện giờ việc huynh ấy chưa thành thân có ảnh hưởng đến sản nghiệp không?
Thái hậu ngẩn người lập tức lắc đầu. Còn thịnh vượng hơn trước kia. Ôi trời ơi. Vậy tỷ tỷ lo lắng nhiều làm gì? Ngươi quả có vài phần thông minh. Khó trách hắn cưng chiều ngươi như vậy. Đã nói không để hắn được sủng sinh thiêu, sao ta cũng không khỏi thích đứa nhỏ này. Lúc này, Gia Gia nhanh chóng dẫn Phó Cửu Tiêu chạy thẳng đến Trường Tím Cung. Khi đến Trường Tím Cung, sắc mặt hoàng đế đã cực kỳ khó coi. Trong cung có nhiều cách hại người, thủ đoạn làm khổ người không ngừng xuất hiện. Nếu Tuế Tuế bị tổn thương, ta phải làm sao đây? Tuế Tuế đâu? Vị mama vừa nãy còn rất kiêu ngạo, giờ đây cúi gằm mặt. Nó đã lén đưa Thái hậu nương nương ra khỏi cung rồi. Đây là vật gì? Đây chính là trà sữa. Ngươi thích ăn trân châu mềm dẻo hay là hạt boba giòn tan? Thôi, chỉ trẻ con mới phải lựa chọn. Ngươi có thể chọn cả hai. Tuế Tuế móc từ lót giày ra 20 đồng tiền đồng. Lão bản, hai ly trà sữa. Một ly lớn cho đầy đủ táp tinh, một ly nhỏ chỉ cần trân châu. Những đồng tiền này của ngươi còn có mùi đấy. Không phải ta muốn ăn đâu, ta chỉ đi cùng tỷ tỷ thôi. Ngươi cứ uống đi, nếu Phó Cửu Tiêu mắng ngươi, ta sẽ phạt hắn. Mắt Tuế Tuế sáng lên. Thật ư, tỷ tỷ không sợ huynh ấy sao? Thủ đoạn của hắn ghê gớm lắm đấy. Tuế Tuế tỏ vẻ sợ hãi. Thủ đoạn của hắn quả thật đáng sợ. Hễ ai rơi vào tay hắn, hầu như không có ai sống sót trở ra. Thủ đoạn độc ác như vậy, hắn lại nỡ để ngươi chứng kiến sao? Ngươi đã thấy những thủ đoạn nào? Thái hậu có chút bất mãn, thật chẳng ra thể thống gì, cũng không sợ dọa trẻ con. Tuế Tuế suy nghĩ một lúc, huynh ấy phạt muội không được ăn thịt, rồi ăn từng miếng lớn trước mặt muội. Ban đêm huynh ấy ăn đêm, bắt muội dậy ngửi mùi thơm, thật độc ác quá, làm Tuế Tuế tức phát khóc. Trà sữa của quý khách đây, xin mời thưởng thức, cẩn thận kẻo bỏng miệng. Ngon quá, cái này phải vừa đi vừa uống mới có hương vị. Từ khi ta bắt đầu thay răng, đồ trong tiệm nhà mình không thể tự ý lấy nữa, còn phải trả tiền nữa chứ. Thái hậu từ nhỏ đã trải qua giáo dục nghiêm khắc, sau khi vào cung làm hoàng hậu chưa từng mắc sai lầm. Lúc này, tay cầm một ly trà sữa nóng, Thái hậu nương nương lần đầu tiên trong đời cảm thấy lúng túng. Tỷ tỷ, hãy hút một ngụm đi, chỉ một ngụm thôi, hút thử một ngụm xem. Tuế Tuế nhỏ như một con quỷ nhỏ, từng chút một kéo Thái hậu vào vực thẳm. Ôi, ngon quá đi mất. Tuế Tuế vừa uống vừa móc tiền đồng, lục lọi hồi lâu chỉ mua được vài xiên thịt cho Thái hậu. Tiếc quá, không đủ tiền ăn lẩu rồi. Thái hậu thấy gương mặt nhỏ nhăn nhó của nó, không nhịn được móc từ túi ra một đĩnh vàng. Ta đã lớn tuổi như vậy rồi, mà còn tiêu tiền riêng của trẻ con, thật là mất mặt. Quả nhiên, tiểu quỷ hào hứng kéo bà đến tiệm lẩu. Tiệm lẩu và tiệm trà sữa này, xem ra đều do cùng một người mở. Tuế Mãn lâu cũng không biết ở kinh thành, cửa hàng đa dạng nhất và sang trọng nhất là Tuệ Mãn Các, có phải cùng một chủ không? Bàn nhỏ cho hai người, ta muốn nồi lẩu âm dương, ăn lẩu tự phục vụ mới thú vị. Các ngươi lui ra đi, tự bày biện một bàn riêng. Tiểu tỷ nữ nhìn Thái hậu, không dám lên tiếng, cứ làm theo lời cô nương ấy nói. Ban đầu Thái hậu nương nương còn hơi không quen, nhưng thấy Tuế Tuế ăn đến mồ hôi đầm đìa, tính tình cởi mở hơn hẳn. Cuối cùng cả hai ăn đến no nê không thể ăn thêm. Lúc vào cửa là hai chị em tay trong tay, khi rời bàn. Đây là thịt cừu cuộn tỉ gọi. Đây là trứng cút ngươi chọn. Đây là thịt bò cuộn tỉ gọi. Đây là tôm viên ngươi chọn. Ai gọi thì người ấy ăn. Cuối cùng hai người phải vịn tường mà ra. Đã lâu không được thoải mái như vậy. Nếu không phải ngươi còn nhỏ tuổi, ta thật muốn uống chút rượu. Từ khi hắn qua đời, ta phải thủ tiết vì hắn. Không được cười, không được ăn mặn. Ngay cả y phục đẹp cũng không được mặc. Ôi trời. Chốc nữa chúng ta lén tránh bọn tỷ nữ. Ta dẫn tỷ tỷ đến một nơi tuyệt lắm. Ta nghe người ta nói, đó là nơi có thể khiến phụ nữ cảm thấy vui vẻ.